con xe này em sẽ bán giá cao hơn một chút so với lại những con xe khác các bác nhá. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đây là một chiếc xe đẹp mà không phải lúc nào cũng kiếm được nó các bác nhá. Đây, nội thất bên trong của xe đây ạ. Đấy, nội thất của xe thiết kế nhìn rất sang trọng đúng không ạ? Đấy, sơn xi thì các bác nhìn xem rất sáng bóng, la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS. Một mẫu xe phân khúc hạng D, lúc mới của nó cũng lên đến cả tỷ đồng các bác nhá. Và bây giờ đây ạ, thì chiếc xe này giá rẻ rồi. Đấy, giá tương đối hợp lý rồi các bác nhá. Đây là nội thất bên trong của chiếc xe. Các bác nhìn xem tất cả những cái vị trí mép cánh cửa này, táp ly cánh cửa này. Đấy, rồi ghế này, vách cánh cửa, móc khóa cánh cửa các bác nhìn xem này, rất sáng mới này. Đấy, và táp lô, táp ly của nó này các bác nhìn này. Chất liệu da, loại da xịn các bác nhìn nhá. Đây, màn hình to rồi. Và có cả là khóa khiển theo xe đây. Đây, bật chìa khóa cho các bác xem. Và chiếc xe này đi trên đây chỉ có 8,8 thôi các bác nhá, 8,8 km thôi. Và vô lăng các bác nhìn này, vô lăng của nó chưa bị mòn, chưa bị xấu kém. Đấy, đẹp chưa này. Nếu cầm sờ nhiều, đi nhiều là vô lăng nó sẽ mòn đi các bác nhá. Con này của em là vô lăng là củ số, phanh tay của xe này, các bác nhìn xem không bị mòn luôn. Đấy, không hề mòn luôn. Chân lý, chân lý các bác nhá. Xe này thì nó là zin hết rồi, máy số keo chỉ của xe zin nguyên hết các bác nhá, chưa làm lại. Mẫu xe mang tên là Hyundai Sonata. Số tự động, động cơ của xe là 2.0 các bác nhá, 2.0 đấy ạ. Thiết kế form dáng rất to, cao và dài rộng. Dài xít sắt 5m các bác nhá. Đèn của xe thì các bác nhìn thấy này, đèn zin nguyên bản theo xe, có đèn đi cầu làm bên trong. Đấy, đây. Bên em có cả là số sàn nữa các bác nhá. Số sàn thì bên em đang bán là loanh quanh 200 triệu. Đấy, số sàn thì rẻ thôi. Số động thì nó sẽ cao hơn tầm khoảng loanh quanh gần 100 triệu các bác nhá. Con này của em là số tự động, nó cao hơn con kia loanh quanh cả gần 100 triệu cơ. Vâng, các bác thấy không ạ? Xe bên em để cả ra ngoài đường này, còn bên trong cái nữa rất nhiều luôn. Đa dạng mẫu mã chủng loại các bác nhá. Các bác nếu mà mình đang tìm mua ô tô cũ, mời các bác qua bên em. Bác nào chưa qua được thì đăng ký kênh, nhấn theo dõi trang để cùng xem thêm video mới của bên em đăng lên theo hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng các bác nhá. Và giờ đây, bây giờ ngay lúc này em sẽ quay chi tiết cho các bác xem. Về keo chỉ của xe thì không mất phần nào rồi, vẫn nguyên bản nguyên zin hết, nguyên bản nguyên zin cả con luôn các bác nhá. Đấy, nòng trong sơn xi bóng đẹp. Đấy, từ cái phần gioăng cửa cho đến phần táp ni cánh cửa, đồ da rồi đồ nhựa xe nó còn khá mới luôn các bác nhìn xem. Đây, khá là mới luôn này. Đấy, gương kính điều chỉnh điện, có cục gương tự động. Xe đẹp, không một lỗi lầm gì các bác nhá. Đây, không tai nạn này, không đâm đụng này, không ngập nước, không thủy kích này. Rồi máy số của xe vẫn còn zin này. Thân vỏ của xe thì rất là cứng, dày dặn, chắc chắn. Xe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc mà, cho nên là nó rất là dày dặn, cứng cáp, chắc chắn các bác nhá. Máy 2.0 thì nhiên liệu tầm khoảng là gần chục lít trên 100 km, tầm khoảng đó các bác nhá, tùy theo mình đạp chân ga thôi. Đấy, các bác nhìn xem những cái phần đồ da rồi đồ nhựa trong nội thất xe này các bác này. Đấy, đẹp chưa, vô lăng 4 chỗ các bác nhá. Đấy, có cái cảm biến chống va chạm đây. Đấy, bộ ghế da loại xịn. Đấy, loại xịn sò đấy ạ. Chỗ này một cái cốp đồ, một cái tì tay. Đấy, cửa sổ tự động dính dắp kia. Chỗ này là cái vị trí cho mình đựng đồ nhá. Điều hòa nóng lạnh cũng đầy đủ nhá. Những nút bấm vặn của xe còn rất là mới luôn này. Đấy, đầu đài nhạc nhẽo, âm thanh của xe nghe rất là hay luôn. Vào YouTube bình thường thôi nhá. Cột kèo nguyên zin. Chạy dòng xe này rất đầm chắc, rất là bốc khỏe, rất là êm ái các bác nhá. Và đây, đây là cái cánh tiếp theo nữa mà em cho các bác mình xem. Các bác trên mọi miền Tổ quốc đang ngồi xem video này của bên em, cảm nhận thấy hay, cảm nhận thấy xe đẹp cho em xin những cái lần like như thế này và những lần chia sẻ nữa. Em cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Rất mong rằng trong thời gian tới các bác mình ủng hộ em trong video tiếp theo các bác nhá. Dạ, vâng, em mời các bác xem này. Xe bên em bán thì các bác yên tâm rồi. Đấy, tất cả những cái chiếc xe bên em nhập về đều được cho kiểm tra rất là kỹ, cẩn thận các bác nhá. Tại vì bên em nhiều xe mà, không làm những chiếc xe kém, không làm xe lỗi đâu.
làm xe kém, làm xe lỗi nó sẽ ảnh hưởng đến những chiếc xe khác của bên em, cho nên là em quyết định là không làm xe kém mà không làm xe lỗi các bác nhá. Tất nhiên thì một số đơn vị người ta vẫn làm xe kém xe lỗi. Vâng, đây là phần nóc của xe đây. Các bác có mua chỗ nào nó uy tín, chỗ nào mà cửa hàng lớn như em này, các bác yên tâm này. Để mua hàng ở cái chỗ mà cơ sở nó chỉ có 1, 2, 3 con thì người ta đôi khi là người ta bán xong là xong các bác nhá. Bên em bán xong bên em còn đảm bảo cho bác nữa cơ. Bên em có trách nhiệm nữa các bác nhá. Vâng. Đây, đây là phần phía sau của xe này các bác này. Có những mắt cảm biến chống va chạm này. Đèn sau xe đây các bác nhìn xem. Đèn pha rồi đèn hậu sau rất là mới luôn đúng không ạ? Sơn xi cực kỳ là căng bóng. Lốp của xe này vẫn còn tương đối dày. Gầm sàn sáng đẹp. Kính mộc rán xung quanh hết rồi. Cốp sau to rộng để đồ thoải mái các bác nhá. Đây phía sau xe. Và đây là phần đây là một số thông tin em cung cấp cho bác đẹp. Bên em có mua và có bán tất cả các dòng xe ô tô cũ, có đổi xe nữa các bác nhá, có đổi xe. Và địa chỉ bên em cung cấp cho bác mình luôn đấy ạ. Số điện thoại nữa. Đây. Các bác xem hình, các bác bảo bên em gửi hình qua Zalo cho. Còn thì em quay trên đây cũng tương đối là đầy đủ với chi tiết rồi. Xem cũng được, không cần xem cũng được đúng không ạ? Quan trọng nhất là phải quay kỹ như thế này đúng không ạ? Đây nhá, mời các bác xem thêm. Đây, rất mới luôn, các bác nhìn này. Đấy. Không có một cái vấn đề gì cả, không có chỗ nào cả cho các bác mình chê các bác nhá. Không có chỗ chê luôn. Xe không có chỗ chê luôn. Rất mới. Đấy, rất mới luôn này, vách cửa đây các bác này. Đấy, rất là mới luôn này. Đấy, dòng cửa này. Rồi, ok nhá. Phần đẹp kính của xe các bác nhìn xem này. Đấy. Rất là sắc nét luôn, đúng không ạ? Kính không bị xước này. Đây đó nhá. Vâng. Các bác xem chi tiết đi ạ. Dòng này là tương đối là lành tính đây. Các bác nhìn xem nhá, những con bô lô ở đây. Đây. Đây, đẹp chưa? Sáng chưa đây? Đây nhá các bác nhìn xem này. Dòng trong là sơn zin nhá các bác nhá. Đấy, đồ nhựa đẹp chưa? Sàn da ở dưới là nỉ, trên là da xong móc thêm một cả cái đấm cao su lon trên nữa rồi. Đấy, lỗ chân bên trong của xe đây nhá. Đấy, chân nỉ đây. Đầu xe mà nó cực kỳ bền luôn các bác ạ. Dòng này là một trong dòng xe nó rất lành tính và bền bỉ. Riêng Hyundai của Hàn Quốc nó nổi tiếng từ trước đến bây giờ rồi đúng không ạ? Nổi tiếng là bền lành. Đây các bác nhá, các bác nhìn xem này. Đẹp đóm xe rất mới luôn này. Sơn xi sáng bóng. Mặt lạ cái lăng xe ốp lốc rất là mới. Thân vỏ căng đẹp. Có xi nhan bao rẽ ở trên gương đây. Đăng kiểm của xe tháng 5 năm 23 các bác nhá. Tháng 5 năm 23 đây. Đây chưa? Em quay gầm, quay máy cho bác xem luôn. Đây, gầm đây. Tiếp theo nhá. Gầm rất đẹp đúng không ạ? Đây. Và nếu bác nào mà thích Solata đời mới, form mới thì kia, em đang có mấy con form như này luôn các bác nhá. Bên em đang có 4 con như thế này. Và cái con mà form như này thì bên em đang có 2 con. Một con số sàn và một con số tự động. Các bác mua loại nào đều có hết các bác nhé. Bây giờ thì em di chuyển ra bên ngoài và quay các bác xem cái phần khoang máy đi.